Alo em, anh chữa kỹ cái bài này cho em, bởi vì là khi mà anh check ấy thì anh thấy một số cái vấn đề. Thì bây giờ nói hẳn một cái phần video như thế này để em hình dung kỹ hơn về cái bài tập của mình nhá. Từng phần một này. Thứ nhất đấy là cái phần anh thấy ở đây từ đêm đi, từ ngoài vào đi, đêm này. Cái phần chân đêm của em tại sao nó lại như này nhỉ? Tại sao nó lại bị tình huống như này? Đây là do lúc mà em đêm nó không ổn đây. Thế những cái phần này thì em nên sửa lại nhé. Đây. Ví dụ như là nếu mà em đi từ cánh ra thì em đi như thế này. Sau đó thì tiếp tục đi continue để bắt vào các cái phần trong này. Cái này là rất là kỹ rồi nhá. Đây. Để ý các cái thao tác mà anh thực hiện nhé. Đấy. Và với các cái phần này thì rõ ràng là mình nên để nó là layer theo cái phần dim đúng không? Được chưa? Ở trong cái phần này nếu mà em muốn nó nhanh hơn thì mình có thể sử dụng cái lệnh này nhá. Lay em current này này. Đấy thì bây giờ khi mà em dùng lệnh này này thì em chọn vào một cái phần đối tượng có cái layer nào thì nó sẽ chọn theo layer đấy. Đây nhá, nó đã hiển thị theo layer dim rồi. Đây, tất cả những cái phần này em phải làm được như thế. Dim phải dim vào cái góc đối tượng này. Được chưa? Chứ đừng có dim như này. Và khi mình sử dụng mình làm ấy thì anh đã nhắc em mấy lần rồi. Cái chân dim này nó sẽ khách cái cách cái đối tượng dim vào khoảng một lần chưa có chữ, đây là một lần chưa có chữ của em này. Đấy, thì mình đưa nó đại khái thôi. Rồi các cái vị trí như thế này của em không được phép dim kiểu như này. Đây này, một khi em đã dim cột thì cái đối tượng này của em nó phải nằm ở đây chứ không thể nào mà nó lại nằm ở giữa một cái điểm này được. Đây là sai hoàn toàn đấy nhá. Đây, xong chỗ này nó lại là một cái kiểu khác. Như thế này là rất là tệ đấy. Không bao giờ được phép đi kiểu như này. Ví dụ như em muốn đi cái cột của em. Đấy nhá, anh sẽ đi như này. 300 như này đúng không? Đây 300 đây. Bắt vào đây. Và bây giờ mình đi continue BCO ấy nhá. Đấy, ví dụ đi continue bây giờ em bắt vào các cái phần này và tiếp tục. Một khi em đã đi cột thì em phải tính các cái phần đấy, ví dụ như đây em muốn là đi các cái phần tường đúng không? Thì đến đây em cũng phải đi tường tiếp nhá. Đây nhá, không thể nào mà đi lại đi từ giữa được. Một khi em đã đi tường là em phải đi tường cả, tức là nó sẽ theo một cái thống nhất. Đây, ví dụ như này. Theo một cái thống nhất này. Thấy chưa? Tương tự bên này cũng thế, sẽ phải đi tường. Sẽ phải đi tường, chứ không thể nào mà vừa đi tường sang bên này lại đi trục được. Nhá. Đấy thì các cái phần dim của em thì làm nó phải cẩn thận như thế đây. Các cái phần dim chưa hiểu tại sao em lại có thể dim được một cái đường dim mà nó bị như này. Tại sao không dim vào đối tượng dim nhỉ? Đấy. Về dim nhá. Thì em sửa này, tất cả trên hệ thống bản vẽ này của em. Em phải chỉnh được. Đấy, bây giờ còn nhảy cả dim nữa. Cái này thì anh đã nói ở ngay trong bài 1 rồi. Trong cái phần này. Cái bài này sửa quá kỹ luôn, trong cái phần này. Anh đã bảo là trước khi bọn em thực hiện thì tắt cái này đi, tạm thời tắt cái này đi bởi vì bọn em chưa hiểu đến cái bài về layout ấy thì bọn em sẽ dùng cái phần này và em biết được là tại sao nên bật cái phần này. Đấy, thì bây giờ nếu mà không bây giờ anh di chuyển này. Nhảy hết. Toang luôn. Đây ví dụ nhá, khóa trục đi. Đây. Khóa trục để kéo dần lên đây này, nhảy hết, đi nhảy toán loạn. Không dùng được. Bây giờ nếu mà em muốn sửa được cái lỗi này, cứ nói là lỗi đi, thực tế thì nó không phải là lỗi. Thì em lên mạng em search cái phần nhảy dim phương TK, sau đó thì em xem cái phần video đấy để em biết được là tại sao nó lại như thế nhá, để em làm cho nó đúng. Hiểu chưa? Tiếp theo này, bây giờ về layer, cái mà em sử dụng ở trong bản vẽ này, bây giờ anh sẽ thử nhá. Tắt layer này, ví dụ như tắt dim. Đấy, nếu mà tắt được hoàn toàn thì tốt. Tắt các phần trục, tắt các phần tường. Đúng không? Đấy, tắt đường này, tắt cửa. Tắt text. Đấy thì text bây giờ nó đang bị như thế này. Yeah, thằng này thì mất hack. Bây giờ check lại một lần nữa, ví dụ như text chọn này, lay ISO này. Đấy, thì anh chọn vào đây thì anh thấy text của em nó lại là layer 0 chứ không phải là layer text. Đấy, thế thì những cái đối tượng này của em nhé, ví dụ như này em có thể để là text luôn cũng được hoặc là để riêng là khung. Nhưng mà ở đây thì không có khung thì anh sẽ để là text. Toàn bộ các cái đối tượng liên quan ở trong này thì cũng có layer 0 nữa rồi đây. Cái điểm chèn của đối tượng nó bị bay như này đây. Đấy.
khi mà anh check anh thấy những cái phần này thì thực tế là anh rất là khó chịu, bởi vì là bản vẽ nó không ổn. Đấy, khi mình làm nó mình phải làm cho nó cẩn thận. Đấy, bây giờ các cái phần này của em nó sẽ thuộc về bê tông cốt thép, được chưa? Đấy. Như thế này. Thì khi mình sử dụng ấy, mình in layer theo layer thì nó mới đúng. Nhá, rồi cái đối tượng này nữa, tại sao nó lại có một cái màu là block, rồi là cái phần này nó lại là nét cắt. Khi em in ra thì chắc chắn là nó đậm xì luôn. Mình làm những cái phần này thì bây giờ nó phải để đúng, bây giờ by layer này, sau đó thì đúng là cái nét hatch này. Thấy chưa? Thì nó mới chuẩn chứ. Tại sao nó cứ lung tung hết cả nhỉ? Bây giờ tiếp tục này, tắt một đối tượng nhá, anh sẽ tắt cái phần đồ nội thất. Tắt này. Đấy, bây giờ nó sót lại cái phần hatch này. Cái này anh đã gửi cho em rồi. Đúng không? Cái này anh đã gửi cho em cái video 2 lần liền về cái phần mà linh động của cái phần layer. Khi mà em hack ở bên ngoài thì em phải để theo cái layer của đối tượng, ví dụ như đây em còn để là hack này là cửa. Đây, các cái phần này. Đấy, ví dụ như này thì mình sẽ để nó là layer của nội thất. Đấy. Nó là hack nhưng mà để theo layer của nội thất, bởi vì hack cho nội thất để mình sử dụng cho đối tượng đấy. Thì khi mà em tắt đối tượng nội thất này thì em mới tắt hết được như này. Thấy chưa? Nó dễ dàng không? Cực kỳ dễ hiểu luôn còn gì. Tiếp theo, bây giờ đến cái phần này. Đến cái phần này thì do em copy từ đối tượng này ra đối tượng này cho nên là nó vẫn để lại cái phần gạch ở bên dưới. Cái phần gạch này thì mình chỉ để cho đối tượng tách tiêu đề để khi mình nhìn ấy, nó đang phân biệt với những cái phần khác và nó nổi bật hơn. Và khi thực hiện thì đừng có để nó bị thừa. Đấy, các đối tượng này chọn toàn bộ Ctrl U để mình bỏ cái phần gạch chân đi nhá. Thế bây giờ nếu mà đi sửa từng cái này thì rất là mất thời gian, nếu mà bản vẽ nhiều thì em không thể làm kiểu như thế được. Ngay từ đầu nên ý thức về cái việc đấy luôn. Và ở đây thì ở trong bản vẽ này thì anh cũng không thấy cái phần ký hiệu của code ở trong cái mẫu mà gửi cho em, chắc chắn là có code sàn. Đấy, cái code sàn này nó thực tế thì bọn em chưa hiểu được, nhưng mà khi mà mình làm vào bản vẽ thì nó sẽ giống như cái đối tượng block này nhé. Nó giống như đối tượng block này là em phải tạo ra một cái block ký hiệu, sau đó em sử dụng nó cho cái tỷ lệ này cho nó đúng. Thấy chưa? Đấy, thì bây giờ như thế này. Rồi các cái phần này thì bây giờ cứ cố cho những cái này vào làm gì để cho nó, em lại không dùng đến nó, xong là nhìn nó rất là rối. Sau này những cái này nó là tùy biến thì mình sử dụng nó là tùy biến, xóa nó đi. Sau này em muốn ghi chú gì, ghi chú cả một khung như thế này luôn, hoặc là cả một dẻo to như này luôn. Đấy. Cả một dẻo to như này luôn để mình có thể mình ghi được nhiều. Chứ bây giờ mình ghi vào cái góc này làm gì? Đúng không? Chỉ dành cho đồ thôi. Đấy, thì rồi những cái phần này thì khi mình thực hiện thì mình làm cho nó cẩn thận đây. Cái phần ghế thì bị thủng, cái phần giường cũng bị thủng. Rồi là bây giờ đến đường nét tiếp này. Cái phần này anh cũng nói rồi. Đây. Ví dụ nhá, cái này nó là cái ghi chú. Cái ghi chú thì mình phải để nó là cái ghi chú. Đây. Nét của hidden tăng lên. Bây giờ anh chưa biết nó là bao nhiêu cho đủ trong cái phần này của em. Đây, cũng chưa nhìn thấy. Cũng không được. Bây giờ phải đến tầm 200 mới nhìn, bắt đầu nhìn rõ. Đấy, đây là ghi chú. Thằng này phải 300 rồi. Thì cái này có thể là do cái tỷ lệ của em khi mà em khởi tạo cái phần bản vẽ này này nhá. Bây giờ kiểm tra thử xem. Nó là mm nhưng mà anh cũng đồ rằng là ngay từ đầu em khởi tạo nó đang không phải là mm thì cái tỷ lệ này nó mới to như thế. Đấy, thì bây giờ cái phần như thế này thì khi mà em in ra ấy, thì cái này nó sẽ là ghi chú cho cái phần tủ này. Đấy chưa? Đấy, tương tự như thế cho cái vị trí này. Bây giờ đây là cái vị trí này. Nó không thể nào là nét cắt được. Một khi em để là nét cắt và khi em hack này thì thằng này nó sẽ lẫn luôn vào cái nét hack của em. Thì cái phần này nó sẽ là phần nét ghi chú. Đúng không? Nó sẽ thuộc về nét mảnh và nó sẽ là cái phần cũng là hidden luôn. Rồi cũng là nét mảnh. Hoặc là một cái nét nào đó để em đẩy nó khác đi. Đúng không? Nét thấy một nét mảnh, thông thường thì mình để nét mảnh bởi vì nó là ghi chú. Đấy, nó sẽ như thế này. Chưa? Soi tiếp xem là còn gì đây, những cái phần như thế này. Thấy không?
như là mình ghi mình có cái phần gạch chân để làm gì? Bây giờ gạch chân thì cũng không sửa được theo kiểu MA luôn. Không sửa được. Bắt buộc phải nhấp vào đây xong đó thì chỉnh. Như thế này thì rất là mất thời gian. Ngay từ đầu thì em nên ý thức về cái việc đấy luôn. Được chưa? Đấy, thì dần dần những cái bản vẽ này của em nó sẽ cân đối lại. Nó sẽ ổn dần đi. Được chưa? Đấy, các cái phần này thì đim thêm vào đây này, góc này đim thêm vào và để gọn gàng lại. Nhá. Đây, những cái phần này. Bản vẽ phải càng đẹp, nó phải càng chỉn chu chứ thì nó mới càng tốt được, nó mới nhìn, nó mới thích mắt được. Đấy, cái vị trí này của em này cũng đang bị lẫn hai nét liền. Đấy. Lẫn hai nét liền mà em không thể ý thấy luôn. Rồi cái phần này thì để độ giãn nó cũng phải lớn ra nữa. Lần trước cái bài cái phần chữa trước là anh cũng nói về vấn đề đấy rồi. Thì mình nhìn thấy nó được đây khi mình zoom lên toàn màn hình như thế này và mình xem là nó có vấn đề gì không. Xem từng góc từng cái một để nó ra được một bản vẽ tốt thì em phải làm như vậy nhá. Rồi những cái phần này này, sau này ấy, thực tế thì mình sẽ không thể nào mà nó sát xịt như thế này được, nó sẽ tách ra một chút. À, ví dụ như ở đây anh sẽ đẩy sang cả giường cả phần này sang khoảng 100 này, sau đó cái giường này cũng đẩy sang 50 thì mỗi khoảng này của anh có một cái khe nhỏ nhỏ. Còn sau này khi mà thực tế thì em có thể đẩy nó vào, thực tế kê đồ ấy thì mình có thể đẩy sát vào, nhưng mà mình nên chừa nó ra một cái khoảng này để mình tính toán những cái phần khác. Đó. Sau này khi mà em làm nội thất thì em sẽ phải tính cả cái khe rèm ở đây nữa. Nếu mà em muốn lùa cái rèm vào trong này thì rõ ràng là cái tủ này mình sẽ không để kịch tường được. Cả cây bên này nữa mình cũng sẽ không để kịch được. Đúng không? Nếu mà để rèm ở đây, ví dụ cho em thấy này. Nếu mình để rèm ở đây và mình để cái nét, anh sẽ chọn hẳn một cái nét ra cho em nhìn thấy nhá. Xuống này. Đây, ví dụ như cái nét zig zag này. Anh sẽ chọn để em anh hiển thị cho em thấy. Ví dụ như một cái khoảng như thế này. Đây, một cái khoảng như này. Thì cái rèm nó sẽ chiếm dụng một cái khoảng. Và nếu mà khi mà em muốn cái phần này nó, khi mình kéo rèm ấy, kéo vào đây đúng không, thì nó sẽ phải chiếm vào đây chứ. Vậy thì cái đoạn này nếu mà em không để chừa cho nó một khoảng thì nó sẽ như thế này. Tức là nó sẽ che luôn cái phần này của em đi. Tương tự như thế cho cái phần bên kia. Đây, ví dụ rèn hai bên thì nó sẽ như thế. Đây, che cái phần này. Và khi cánh tủ của em mở ra thì nó sẽ vướng vào đây. Thì thực tế là mình sẽ phải đẩy đối tượng này vào phía trong. Đấy, nó phải như thế này. Nó phải cách một khoảng để khi mà em lùa cái rèm này vào này, nó sẽ vào trong này. Thấy chưa? Đấy. Đấy là những cái mà sau này có thể em sẽ gặp nếu mà em làm nội thất. Đấy, bây giờ cái thằng này nó cũng đã nhảy mất tiêu rồi. Nhá. Đấy, dựa trên cái phần video này thì em hoàn thiện cái bài của em cho nó ngon lành. Bởi vì đây là một cái bài mà em đã trình bày, đã thể hiện với cái phần tỷ lệ của model. Thì mình làm cho nó ngon lành lại. Dựa trên cả cái bài 6 nữa. Sau này thì bài 6 kia của em thì những cái phần layer thừa như này thì em phải xử lý nó đi. Ok.